Cái gãy đó à. Dọc dọc cái này em có trồng hết cây sâm mũi chín. Lai ra lai ra. Dạ coi cái hăng của ngoài xe bên kia. Mình đẩy nó vậy là nó tự khác á. Rồi lâu lâu mình cần thì mình đi ra đào thôi. Vậy này nó cũng có chất, nó có nước.